Niệm lão nói là nói có thể phân biệt rõ chân dọc Thông đạt chân tế Biết căng tánh chúng sanh Ứng bệnh cho thuốc Thì gọi là thiền tri thức Mấy câu nói này thật không dễ dàng Thông đạt chân tế Là thông đạt Phật Pháp phân biệt rõ chân giọng đâu là pháp chân đâu là giả hiện nay rất khó tìm bạn lành như vậy thời đại ngày nay thiền tri thức càng ngày càng hiếm có ngày càng ít đi tại vì sao rất nhiều người học phật đều học phật trên hình thức bên ngoài cũng đọc kinh nhưng không hiểu rõ ý nghĩa trong kinh vừa không gặp được tiền tri thức đây đều gọi là nghiệp chướng muốn học Phật Đầu tiên phải tiêu nghiệp chướng Tiêu nghiệp chướng cũng cần nhờ thiền tri thức Tại vì sao? Từ chúng ta chẳng biết chính mình có những nghiệp chướng nào Hay nói cách khác Không biết hạ thủ tu hành ở đâu chúng ta học tập cùng nhau giảng nhiều như vậy tật xấu tập khí rất nhiều đây không phải do tạo thành trong một đời mà quá khứ đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay quân nhiễm thành tập khí sáu căn người chân thật tu hành đều biết cách tu như thế nào sáu căn trong cảnh giới sáu trận vô cùng rõ ràng, vô cùng thấu tỏ là việc tốt. Đó là thế nào? Trí huệ bát nhà. Nếu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, tùy lúc rất nhanh, liền khởi tham sân si mạng, liền khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì phiền phức này liền lớn rồi đây là nhân của chúng sanh sáu đường luân hồi nguyên nhân thực sự chúng ta nghĩ xem chính mình có phải người như vậy không mắt thấy sắc tai nghe tiếng mũi ngửi hương lưỡi nếm vị hệ tiếp xúc có phải liền khởi tham sân si mạng liền muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình đây gọi là nghiệp chướng chướng ngại điều gì chướng ngại tâm thanh tịnh chân tâm của chúng ta chướng ngại tâm bình đẳng của chúng ta chướng ngại tâm giác ngộ của chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm chân tâm đã mê bên trong chân tâm có chướng ngại nghiêm trọng biến thành dòng tâm rồi dòng tâm tạo sanh tử luân hồi tạo nghiệp chân tâm mới có thể giảng sanh thế giới cực lạc thế là niệm phật không thể giảng sanh chúng ta hiểu rõ nguyên nhân rồi sau khi hiểu rõ điều quan trọng là tỉ mỉ quan sát cảnh giác cao độ những dòng tưởng tạm niệm vừa xuất hiện lập tức liền hàng phục xuống không được để tiếp tục đó là tu hành đó gọi là công phu muốn cầu thiền tri thức thì trước phải cầu người đủ chánh tri kiến đoạn này cảnh tình chúng ta có tác dụng rất tốt Đặc biệt là ở xã hội hiện đại Đến nơi đâu để tìm chân thiện tri thức Nếu không phải là thiện tri thức Thì họ vẫn sai phương hướng rồi Không phải đi trên đường chánh bộ đề Đại đa số Đều là đi hướng vào ba đường ác rất phiền phức Trong ba đường ác đáng sợ nhất là địa ngục Dẫn dụ chúng ta vào đường địa ngục Quá nhiều, quá nhiều rồi Đến đâu cũng xem thấy được Dẫn dắt chúng ta đến Tam Miệu Tam Bồ Đề Thì quá ít Chẳng xem thấy Đây là xã hội trước mắt của chúng ta cho nên chúng ta khó thành tựu. Đầu tiên chúng ta phải bồi dưỡng một thứ, có năng lực quan sát thiện ác đúng sai tà chánh. Cần có năng lực này trước độ chính mình, rồi là giúp người khác nếu chính mình không làm trước quý vị giảng cho người khác nghe người ta sẽ không tin người ta xem dáng vẻ dạ của quý vị trước rồi mới nghe lời quý vị nói thế nào là người chánh tri kiến tâm chẳng trụ tướng thế nào gọi là trụ tướng trụ tướng chính là dính tướng thưa quý vị thấy được quý vị ghi nhớ trong lòng quý vị không quên được vì sao vậy không biết phạm những gì có tướng đều là hư vọng người sáng tỏ người có thiền căn Họ biết được. Tất cả hiện tượng đều là giả. Họ nhìn thấy rồi, nhìn được rất rõ ràng. Thế rồi thì làm sao? Không đặt trong tâm, gọi là không trụ tướng. Trong tâm, vô cùng trong sạch. Trụ tướng là đặt vào trong tâm. Đặt vào tâm thì họ có lấy có bỏ. Lấy bỏ đều sai rồi Vì sao vậy? Tướng là giả Không phải thật Quý vị lấy để làm gì? Quý vị lấy không được Xả thứ gì? Căn bản không cần xả Căn bản là không có Không tồn tại Quý vị bỏ chúng làm gì? Nên không có lấy bỏ không sanh yêu ghét khi thấy sắc ngửi hương sẽ không sinh ra quý vị ưa thích chúng quý vị chán ghét chúng không có hiện tượng này đó đều là vọng tướng đều là sai lầm vì sao vậy vì tâm quý vị bị ô nhiễm tâm quý vị không thanh tịnh trong tâm thanh tịnh không có những thứ này trong tâm bình đẳng không có cao thấp đúng sai cao thấp thảy đều không có thấy sắc ngửi hương tâm là định tâm là thanh tịnh tâm thanh tịnh hiện tiền tốt chính là tam miệu tam bồ đề kinh đạo của chư phật có được có nghe Dân, dân Điều này nói rõ Pháp có được nghe, Phật có được gặp. Trong ấy, trước tỏ rõ có được nghe kinh giáo, ta cầm được quyển kinh gọi là đắc. Tai nghe gọi là văn. Cũng có thể nhận lấy tụng đọc là đắc. Tai nghe nhận là văn. Việc ấy đều khó cho nên nói kinh đạo của chư phật khó được khó nghe gặp thiện tri thức nghe pháp hành được ấy cũng là khó thiện tri thức có chú giải nghĩa là có ích cho ta dẫn dắt ta theo đường lành dẫn dắt ta trên đường thiện tri là biết tâm Tâm chân thành thiện lương Thức là biết hình dáng Là nhận thức được tướng mạo của họ Như quyển 4 sách Pháp Hoa Giang Cũ nói Nghe danh là tri Thấy hình là thức Gọi là hai chữ tri thức Người ấy có ích với đạo bồ đề của ta Nên gọi là thiện tri thức ít là lợi ích giúp đỡ chúng ta nhận thức đại đạo bồ đề giúp cho ta học tập bồ đề đạo giúp đỡ ta thành tựu ta thuận bồm xuôi gió trên đường bồ đề đó được gọi là thiện tri thức nên biết nghĩa của hai chữ tri thức là biết tâm biết hình dáng do đó thiền tri thức cũng xưng là bạn lành người quen biết nhau giúp đỡ qua lại dẫn mình hướng về tốt thì xưng thiền hữu tức là thiền tri thức và quyển 15, lăm viên giác kinh đại sớ có vài câu giải thích về thiền tri thức, khéo có thể hiểu chân, biết vọng ý nghĩa này sâu, biết được thế nào là thật, thế nào là giả, biết chân tức vọng biết bệnh rành thuốc biết được bệnh của quý vị ở chỗ nào cũng biết dùng phương pháp gì để đối trị người như vậy gọi là thiền tri thức niệm lão nói là nói có thể phân biệt rõ chân dọc thông đạt chân tế biết căng tánh chúng sanh ứng bệnh cho thuốc thì gọi là thiền tri thức mấy câu nói này thật không dễ dàng thông đạt chân tế là thông đạt phật pháp phân biệt rõ chân vọng đâu là pháp chân đâu là giả hiện nay rất khó tìm bạn lành như vậy thời đại ngày nay thiền tri thức càng ngày càng hiếm có ngày càng ít đi tại vì sao rất nhiều người học phật đều học phật trên hình thức bên ngoài cũng đọc kinh nhưng không hiểu rõ ý nghĩa trong kinh vừa không gặp được tiền tri thức đây đều gọi là nghiệp chướng muốn học phật đầu tiên phải tiêu nghiệp chướng Tiêu nghiệp chướng Cũng cần nhờ thiền tri thức Tại vì sao? Từ chúng ta chẳng biết Chính mình có những nghiệp chướng nào Hay nói cách khác Không biết hạ thủ tu hành ở đâu Chúng ta học tập cùng nhau giảng nhiều như vậy tật xấu tập khí rất nhiều đây không phải do tạo thành trong một đời mà quá khứ đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay quân nhiễm thành tập khí sáu căn người chân thật tu hành đều biết cách tu như thế nào sáu căn trong cảnh giới sáu trận vô cùng rõ ràng vô cùng thấu tỏ là việc tốt đó là thế nào trí huệ bát nhà Nếu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, tùy lúc rất nhanh, liền khởi tham sân si mạng, liền khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì phiền phức này liền lớn rồi. Đây là nhân của chúng sanh sáu đường luân hồi, nguyên nhân thực sự. Chúng ta nghĩ xem Chính mình có phải người như vậy không? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng Mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị Hãy tiếp xúc Có phải liền khởi tham sân si mạng? Liền muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình đây gọi là nghiệp chướng chướng ngại điều gì chướng ngại tâm thanh tịnh chân tâm của chúng ta chướng ngại tâm bình đẳng của chúng ta chướng ngại tâm giác ngộ của chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm chân tâm đã mê bên trong chân tâm có chướng ngại nghiêm trọng biến thành dòng tâm rồi Dòng tâm tạo sanh tử luân hồi tạo nghiệp chân tâm mới có thể giảng sanh thế giới cực lạc thế là niệm phật không thể giảng sanh chúng ta hiểu rõ nguyên nhân rồi sau khi hiểu rõ Điều quan trọng là tỉ mỉ quan sát Cảnh giác cao độ Những dòng tưởng tạm niệm vừa xuất hiện Lập tức liền hàng phục xuống Không được để tiếp tục Đó là tu hành đó gọi là công phu Cổ nhân có dạng Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi lên là bình thường Tại vì sao? Quý vị là phạm phu Quý vị có nghiệp chướng Đây là bình thường Khởi lên, theo đó khởi lên và giác ngộ Quý vị giác ngộ quá chậm rồi Quý vị giác ngộ thì đã tạo nghiệp giác yeah. phương pháp tốt nhất chính là phật hiệu a đà phật dòng niệm vừa đồng một câu a đà phật đề khởi lên dồn ép dòng xuống chuyển biến dòng niệm đây là pháp môn vô cùng thù thắng trong tám mươi bốn pháp môn Niệm kinh cũng tốt Như trên kinh kim can giảng Phạm những gì có tướng Thảy đều hư vọng Có thể trong lúc nghiệp chướng hiện tiền Tức khắc đề khởi hai câu kinh văn này Lập tức liền đè xuống được Sẽ có ích Dùng để đối trị phiền não Đối trị khởi tâm động niệm Những người dẫn dắt chúng ta cảnh tỉnh chúng ta đều là thiện tri thức của chúng ta an lạc tập ở phần sau là y theo những điều nói trong kinh pháp cú phật nói thiện tri thức là thế nào là thiện tri thức có thể thuyết pháp sâu là không vô tướng vô nguyện các pháp bình đẳng không nghiệp không báo không nhân không quả rốt ráo như như trụ trong thực tế những lời này Thật có chiều sâu Mỗi câu đều có chiều sâu Đã nói thế nào Chúng ta nghe không hiểu Thế nào gọi là không Thế nào gọi là vô tướng Thế nào gọi là vô nguyện Trong khi Kim Cang giảng Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Không bỏ hết được những thứ xung quanh thân quý vị Thấy đều là giả, không phải thật Giả thì phải làm sao? Buông xuống Thật thì cần đề khởi Rõ ràng nhất Chính là ý niệm theo đó mà khởi Tập trung ý niệm vào trong Phật hiệu Một câu Đà Phật niệm đến cùng đem những dòng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều bỏ sạch hễ quét là sạch vậy thì đúng rồi đây là phương pháp hay để đối phó phiền não tập khí dùng kinh văn câu kinh dùng phật hiệu hoặc là dùng rất nhiều phương pháp chính là 84.000 pháp môn nhất định phải giác ngộ nhất định phải hàng phục phiền não xuống chánh niệm sinh khởi lên đọc kinh là chánh niệm niệm phật là chánh niệm niệm bồ tát cũng là chánh niệm dưỡng thành thói quen chánh niệm chúng ta xem tiếp đoạn văn phía sau nhưng trong rút ráo không là mạnh mẽ lập ra tất cả pháp thì được gọi là thiện tri thức thiện tri thức này là đức phật thiện tri thức này là bồ tát phần sau tiếp tục nói với chúng ta thiện tri thức là cha mẹ của ông trên đường bồ đề chúng ta phải dựa vào họ vì nuôi dưỡng thân bồ đề của ông thiền tri thức là trồng mắt của ông vì có thể thấy hết thảy đường thiền ác. thiện ác thiền tri thức là tuyền lớn của ông vì chuyên chở ông vượt khỏi biển sanh tử Thiền tri thức là di thần của các ông. Vì có thể kéo các ông ra khỏi sanh tử. Khi ấy lại nói: Hết thể chúng sanh, muốn đắc A à nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ đề thì phải thân cận thiền tri thức, thưa hỏi pháp yếu." a nậu đa la ta miệu ta bồ đề dịch thành nghĩa nước ta là vô thượng chánh đẳng chánh giác bồ đề là giác tam dịch là chánh ý nghĩa của trung hoa là chánh a nậu đa la ta miệu ta bồ đề a nậu đa la là vô thượng vô thượng chánh đẳng chánh giác là phật đã chứng Bồ Tát tiếp cận gần, gần ngại Vẫn chưa thực sự đạt được Là Bồ Tát đẳng giác Chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Thì đã viên mãn thành Phật Như Lai xuất hiện ở đời Khó gặp khó thấy Kinh Đạo Chư Phật Có được có nghe Gặp thiền tri thức nghe pháp hành được điều ấy cũng khó nếu nghe kinh này kinh ưa thọ trì là điều có ở trong khó không gì khó hơn những câu này một mực đều nói đến chữ khó ngày nay chúng ta gặp được rồi thì vô cùng may mắn phải làm sao có phải thực sự tin nhận phụng hành không nếu như là thật vậy thì chúc mừng quý vị quý vị thật sự là được đức phật như đức thích ca đức di đà khen ngợi rằng có ở trong có quý vị thật khó có thành tựu viên mãn ngay trong một đời này nếu chúng ta không thể hàng phục tập ký vẫn còn tham luyến thế gian này thì quý vị gặp được rồi Đời này cũng chẳng thể giảng sanh Cũng không thể thành tựu Đó chính là điều đã được giảng ở đây Nàng trùng chi nàng Chúng ta xem phần khai thị phía sau của niệm lão Đoạn vừa rồi khen ngợi, nghe kinh mà tin nhận Là điều khó ở trong khó Nghe rồi thì sao? Họ không tin tưởng. Họ không thể tiếp nhận. Tính, nguyện, trì danh. Họ thiếu khuyết bốn chữ này. Thiếu khuyết một thứ. Cũng có thành tựu. Mà bốn chữ đều thiếu khuyết. Bốn chữ đều không có. Thì đã bỏ lỡ duyên phận trong đời này rồi. Quý vị chẳng nắm chắc Để luống qua Tất cả Mâu Đi Phật nhìn thấy rồi Ami Đà Phật nhìn thấy rồi Ở nơi đây nói ra là điều khó ở trong khó chúng ta tiếp tục xem đoạn văn phía sau để người biết kinh này có được nghe mà sanh lòng kính trọng hy hi hữu chúng ta nghe được rồi liệu có sanh khởi tâm hy hi hữu đối với kinh điển này đối với pháp môn này tôn trọng hiếm có Hưng Thế là xuất hiện ở đời Trong sách Tư Trị Ký nói Phật thân tràn đầy Tùy vật hiện hình Thì hiện sanh khởi diệt độ Thì hiện sanh diệt Để cứu vớt tiếp độ quần phẩm Quần phẩm chính là phẩm loại người khác nhau Có thiện căn sâu dày Có thiện căn nông cạn Có thông minh trí huệ phẩm loại rất nhiều đều là đối tượng quá độ của Phật Bồ Tát. Vừa giờ giờ điều thấy được ở cõi ta bà, đây là nói Tích Ca Mâu Ni Phật. Ở trên địa cầu của chúng ta, ba ngàn năm trước sinh ra ở ấn độ đảng sanh lớn lên trong cung vua ngày sanh trong nhà đế vương đề vị là thái tử chán đời mà tu hành hàng ma thành phật hàng ma ở đây chính là buông xuống tất cả phiền não tập khí ma lớn nhất trong các loài ma là phiền não gọi là phiền não ma Vậy dò quý vị khiến quý vị không cách nào thành tựu cho nên ngày mới xuất hiện ở đời Tiếp theo sau là lời của niệm lão. Ý nói, thân Phật khắp Pháp giới, chẳng có đến đi. Ba đời như nhau, vốn chẳng sanh diệt. Ba đời là quá khứ, hiện tại, tương lai. Rất có hiểu ý nghĩa của những câu nói này. Phật thân xác thực biến Pháp giới. Không lúc nào chẳng có. Không nơi đâu chẳng có. Cảm ứng đào dao với hết thầy chúng sanh. Cho nên quý vị niệm Phật, Phật liền hiện tiền. Niệm Bồ Tát, Bồ Tát liền hiện tiền. Vì sao chúng ta niệm lâu như vậy mà Phật Bồ Tát chẳng hiện tiền? Bởi chúng ta niệm chẳng được thành khẩn niệm chẳng có tâm cung chính không tương ứng vì sao không có tâm cung chính bởi trong niệm phật vẫn còn xen lẫn ý niệm cho nên chẳng có cảm ứng nếu dứt tâm sân niệm mà niệm phật không xen tạp một dòng niệm nào thì liền có cảm ứng vì sao chúng ta có nhiều tập niệm như vậy đây là phiền não tập khí phiền não tập khí quá nặng rồi ngay cả chúng ta niệm một tiếng phật hiệu thời gian ngắn như vậy ami đà phật Quý vị xem thời gian ngắn như vậy mà trong mỗi một chữ đều xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước thật có vì sao lại có vì có đoạn phiền não tập khí những câu sau đây chúng ta phải ghi nhớ đây là chân tướng sự thật không phải là giả